Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các cơ quan đơn vị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Xung quanh vấn đề thu ngân sách nhà nước từ dự án nhà ở thương mại. Các nước trên thế giới chào đón Giáng sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là công tác lãnh đạo và chỉ đạo phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng đến mục tiêu bao phủ toàn dân. Thực hiện nghị quyết 21, đến nay hầu hết các cấp ủy đảng bộ, ngành, địa phương đều đã xác định được quyết tâm và triển khai các nỗ lực tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, đảng bộ, ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quan tâm phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt, phê phán, xử lý nghiêm các vi phạm, tiếp tục thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật để góp phần thực hiện các mục tiêu và các nội dung của nghị quyết, công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện nghị quyết 21. Giai đoạn 2012-2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội toàn quốc đạt 33,5%, bảo hiểm y tế đạt 90,97%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 27,26%. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, tỉnh Hòa Bình có 17,87% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,7%, bảo hiểm thất nghiệp có trên 13% lực lượng lao động tham gia. Chiều ngày 23 tháng 12 tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu tham dự hội nghị. Năm 2021, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ như công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện Đại hội 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng chống dịch COVID-19, tập huấn cán bộ, huấn luyện diễn tập các cấp, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đạt kết quả tốt, có trọng tâm trọng điểm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận biểu dương những kết quả và thành tích của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 3 đạt được trong năm 2021. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các quyết định, quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chỉ đạo quyết liệt tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Ngày 24 tháng 12, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp nhận tài trợ của các doanh nghiệp hỗ trợ cho một số quỹ của tỉnh Hòa Bình. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp đối với tỉnh Hòa Bình, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung do dịch COVID-19. Từ nguồn tài trợ này, tỉnh Hòa Bình sẽ phân bổ trực tiếp cho các nguồn quỹ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các tập đoàn doanh nghiệp tiếp tục phát triển và gắn bó lâu dài với tỉnh Hòa Bình. Về phía tỉnh luôn chào đón các doanh nghiệp vào tỉnh với những dự án thành công cùng phát triển và tiếp tục đóng góp cho tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp cũng bày tỏ tình cảm trân trọng đối với tỉnh Hòa Bình, hy vọng từ số tiền tài trợ sẽ phần nào đóng góp vào các nguồn quỹ của tỉnh. Các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu đang phát triển trong lĩnh vực bất động sản và du lịch. Các doanh nghiệp cũng mong muốn được tỉnh Hòa Bình tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ tham gia vào các lĩnh vực phát triển đa dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 5 tỷ đồng từ tập đoàn ANS, công ty cổ phần đô thị phát triển nhà và đô thị Vinahus, công ty TNT 159, công ty cổ phần bất động sản Việt Nam Hòa Bình, công ty cổ phần Beru Group. Số tiền tài trợ này sẽ phân bổ cho các nguồn quỹ như Vì Người Nghèo Tỉnh, Quỹ Phòng chống dịch COVID-19, Quỹ Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học Trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ. Ngày 24 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả của ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2021. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt trên 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%. Toàn tỉnh có 65 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 100 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, năm 2022, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các ban ngành để thực hiện các giải pháp và mục tiêu đã đề ra, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn. Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới hình thức sản xuất, tổ chức quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 12, khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Khối thi đua hiện có 16 đơn vị tham gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2021, công tác thi đua khen thưởng của khối đã có nhiều chuyển biến tích cực về hình thức lẫn nội dung, thích ứng với tình hình phòng chống dịch. Điển hình như Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, trong năm đã trợ giúp trên 80.000 người, với tổng số tiền hoạt động đạt trên 27 tỷ đồng, tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh trong năm đã cho vay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên 158 tỷ đồng. Trong năm 2022, khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Trong đó tập trung tuyên truyền và thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các hoạt động về thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Ngày 23 tháng 12, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp về các hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan trong quá trình thực hiện các chương trình chính sách dân tộc, công tác tuyên truyền vận động, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh. Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thông qua chương trình phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tuyên truyền hướng dẫn,
hỗ trợ nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 24 tháng 12 tại Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư cùng trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, là hai mẹ con bị Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 8 năm tù về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo hồ sơ vụ án, do có tư tưởng tiêu cực, bất mãn nên trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến 14 tháng 1 năm 2020, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các video trên đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Các đối tượng này còn đăng phát cả những video chứa nội dung kêu gọi kích động nhân dân chống chính quyền, đưa thông tin xuyên tạc về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, các ngành, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Quá trình khám xét nơi ở của các bị cáo, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu được cơ quan chức năng xác định đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, bịa đặt nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Tư 8 năm tù, bị cáo Cấn Thị Thêu 8 năm tù về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được làm rõ về hành vi phạm tội của các bị cáo, kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao đã bác đơn kháng cáo của các bị cáo, quyết định giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù dành cho mỗi bị cáo như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt. Phiên tòa phúc thẩm đã được diễn ra một cách minh bạch, công khai, đúng theo quy định của pháp luật. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, tính đến 16 giờ ngày 24 tháng 12, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 47 trường hợp dương tính với COVID-19 tại 8 huyện, thành phố. Huyện Lương Sơn ghi nhận 18 trường hợp, Lạc Sơn ghi nhận 8 trường hợp, Kim Bôi ghi nhận 7 trường hợp, thành phố Hòa Bình ghi nhận 6 trường hợp, huyện Mai Châu ghi nhận 3 trường hợp, huyện Đà Bắc ghi nhận 3 trường hợp, huyện Cao Phong và Lạc Thủy mỗi huyện ghi nhận 1 trường hợp. Trong ngày, toàn tỉnh truy vết được 389 F1. Hiện nay toàn tỉnh có 367 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 717 trường hợp đang cách ly tập trung và 3.752 trường hợp đang cách ly tại nhà. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Xung quanh vấn đề thu ngân sách nhà nước từ dự án nhà ở thương mại. Hòa Bình rộn ràng không khí Giáng sinh trong trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hòa Bình đang tính tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại theo thông tư số 36 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh biến động mạnh, nhất là năm 2021, giá đất đặc biệt tăng cao trong thời điểm quý 2 năm 2021, thậm chí có những cơn sốt ảo. Thực tế này đã tác động đến quá trình tổ chức thực hiện tính tiền sử dụng đất từ việc định giá đất, đấu giá đất các dự án nhà ở năm 2021. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của phát thanh viên Minh Thủy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách định giá đất khởi điểm dự án nhà ở thương mại được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát các giao dịch thực tế phù hợp với tình hình giá đất trên thị trường. Tại thời điểm xác định giá đất phù hợp với các quy định của pháp luật, quá trình định giá đất theo thông tư số 36 của Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng cả 4 phương pháp định giá đất. Trong đó, phương pháp thặng dư là phương pháp chủ đạo, phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp bổ trợ để xác định doanh thu phát triển của dự án. Các thửa đất đã chuyển nhượng thành công, chúng đấu giá quyền sử dụng đất được lấy để so sánh với thửa đất cần định giá. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp do thời gian thực hiện dự án kéo dài, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thị trường bất động sản thì luôn biến động nên đã tác động lớn đến việc định giá đất. Dự án khu đô thị Thống Nhất, thành phố Hòa Bình có tổng diện tích gần 28 ha.
Dự án này được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong phát triển hạ tầng đô thị phường Thống Nhất. Cuối tháng 11 vừa qua, dự án được Hội đồng thẩm định phương án giá đất tỉnh, bao gồm Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan xác định giá nhà ở trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng một mét vuông. Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp của dự án này đợt 1 là hơn 320 tỷ đồng. Theo khảo sát của phóng viên tại một số dự án trên địa bàn tỉnh như dự án khu đô thị Mường Khến, dự án khu nhà ở Riverview Lương Sơn, giá đất các dự án này được định giá cao hơn những năm trước. Thực ra đối với vai trò nhà đầu tư khi xây dựng được một hệ thống đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhưng mà cái giá thành nó phải phù hợp với điều kiện thực tế thì người dân người ta mới tiếp cận để thanh khoản được và nhà đầu tư mới có thể tồn tại để phát triển được các dự án tiếp theo. Mà khi những cái biến động mà nó thay đổi nó làm ảnh hưởng lớn đến thị trường, nó kéo theo các dự án khác trong quá trình mà phát triển đô thị nó cũng bị hạn chế các nhà đầu tư khác khi tiếp cận để có một sự cái môi trường để nhà đầu tư người ta cảm thấy an toàn. Để thu tiền sử dụng đất từ các dự án nhà ở thương mại, tỉnh Hòa Bình đang thực hiện theo quy định tại thông tư số 36 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 4 phương pháp. Trong đó, phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp được áp dụng để xác định doanh thu phát triển của dự án. Giá để tính doanh thu phát triển được thu thập từ giá các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng thành công trên thị trường, giá chung đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh với thửa đất cần định giá. Tuy nhiên, giá bán ra thị trường thường cao hơn rất nhiều so với thực tế. Nguyên nhân chính được xác định là do sau khi chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng, thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch thiết kế đã được phê duyệt, thì chi phí bỏ ra sẽ được tính vào sản phẩm bán ra. Điều này sẽ làm giá các lô đất bán ra cao hơn so với việc định giá đất ban đầu. Cũng do cái đột biến chung, tức là do cái tăng chung. Đấy, tăng chung trong cả nước. Cái thứ hai nữa là Hòa Bình là có một cái riêng biệt, tức là cái thị trường lan nó có những cái bất thường, nó dẫn đến là cái thị trường bất động sản nó có những cái là thay đổi. Có những thời điểm là lên đến 46% tăng so với giá bình quân chung của khu vực. Thực tế, nhiều dự án nhà ở sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư có sự điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như tăng hệ số sử dụng đất và tăng số lượng nhà ở. Điều này dẫn đến phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung. Thưa quý vị và các bạn, việc định giá đất không sát với thị trường còn làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cách tính khấu trừ khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị phải theo tiêu chuẩn định mức của nhà nước quy định. Cụ thể, được tính theo suất vốn đầu tư trên 1 m² hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định của Bộ Xây dựng, thì từng loại đô thị, quy mô đô thị khác nhau sẽ có suất vốn đầu tư khác nhau. Đơn cử như đầu tư hạ tầng đô thị cao cấp sẽ có chi phí cao, giá trị các lô đất vì thế sẽ tăng theo. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý trong quá trình làm hạ tầng kỹ thuật, làm sao để sản phẩm được bán ra, đảm bảo hài hòa giữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, quyền lợi của nhà đầu tư và lợi ích của người sử dụng. Đến hết tháng 11 năm 2021, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 788,6 tỷ đồng, đạt 46,4% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tỉnh Hòa Bình đang quyết liệt triển khai các giải pháp để đến hết tháng 12 năm nay, thu tiền sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất đạt hơn 1.700 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Hiện nay, các cấp các ngành đang nỗ lực để khoản thu này sẽ tập trung nộp trong tháng 12 năm 2021. Thành phố chúng tôi trình với Hội đồng định giá đất của tỉnh, sau đó Hội đồng định giá đất của tỉnh sẽ đi khảo sát, nghiên cứu từng cái vị trí đất và lấy những cái gọi là cái giá đất của gần cái khu đất để định bán đấy, thì để định giá nó cũng đảm bảo sát theo giá thị trường. Việc định giá đất cụ thể phụ thuộc vào quy hoạch chi tiết dự án, mỗi thửa đất có vị trí khác nhau sẽ có giá trị khác nhau. Cũng theo Sở Tài chính tỉnh, những cơn sốt đất ảo năm 2021 đã tác động đến quá trình định giá đất mặt bằng chung đều tăng so với năm 2020. Công tác triển khai tính tiền sử dụng đất từ quy trình đấu giá đất, định giá đất và công tác thẩm định kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án để tính nghĩa vụ nộp thuế cũng được tăng cường. Với cơ quan quản lý nhà nước, với chức trách nhiệm vụ, thì chúng tôi phối hợp với các sở ngành, các huyện, thành phố tiếp tục là có những cái chỉ đạo, có những cái việc công tác quản lý nhà nước trong cái việc mà
là quản lý cái giá, thế là cái dịch vụ chi phí đầu vào cho các cái dự án này thì hiện nay cũng có cái điều chỉnh tăng, do vậy thị trường cũng có là biến động. Thế thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện việc quyết toán cái dự án đã hoàn thành, bao gồm chi phí hạ tầng, đấy rồi là các cái chi phí đã đầu tư. Thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính trong công tác thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cơ quan thuế còn tham gia hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, thông báo nghĩa vụ tài chính đến người nộp thuế đúng thời gian quy định, giải quyết các hồ sơ hoàn thuế kịp thời, góp phần tăng thu ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, để việc định giá đất đảm bảo đúng quy định và chính xác, sát với tình hình thị trường, cơ quan thuế cần phối hợp với các ngành liên quan để nắm chắc thông tin về dự án, xác định giá đất, tiến độ triển khai thực hiện và năng lực tài chính của chủ đầu tư, từ đó áp dụng các biện pháp đôn đốc thu phù hợp. Đồng thời, các ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương quy định của nhà nước, tạo đồng thuận trong nhân dân trong quá trình giải phóng mặt bằng, giao nhận đất, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin chi tiết về các vị trí dự án, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Và đến đây phần bình luận của tôi xin được kết thúc. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với phát thanh viên Minh Tùng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết tại nhiều địa phương trong tỉnh se lạnh là thời điểm lý tưởng để người dân hưởng trọn không khí Giáng sinh năm 2021. Khắp các con đường, ngõ phố, nhà thờ đến các cửa hàng hay trung tâm thương mại đều rực rỡ sắc màu của Giáng sinh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đón không khí Giáng sinh cần được đảm bảo an toàn để mọi người hưởng trọn niềm vui. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình ông Hồ Quang Bích ở phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình theo đạo Công giáo từ nhiều đời nay. Giáng sinh là dịp để gia đình cùng con cháu quây quần bên nhau. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thay vì lựa chọn đón Giáng sinh tại nhà thờ như mọi năm, gia đình đã lựa chọn đón Giáng sinh tại nhà. Nhưng không vì thế mà khiến lễ Giáng sinh của gia đình vơi đi niềm vui và hạnh phúc. Trong thời gian này thì vì COVID cho nên là gia đình thì các cháu nó không tập trung đông được. Nhưng mà nếu mà như mọi năm ấy thì các cháu nó lên đây, con cháu thì rất các nơi rất là vui vẻ. Vì đi nhà thờ thì được vào trong nhà thờ dự lễ, thế rồi thì cầu xin Chúa ban ơn lành để cho gia đình con cháu được mạnh khỏe. Chúng tôi thì bây giờ thì cao tuổi rồi, thì cũng chỉ biết là Chúa ban ơn cho được có cái sức khỏe để sống vui vẻ với gia đình với con cháu. Không còn là ngày lễ riêng của người theo đạo, Giáng sinh nay đã trở thành ngày của nhiều người, nhất là giới trẻ. Những ngày này, mọi người tranh thủ chuẩn bị những món quà thú vị và ý nghĩa để dành tặng cho người thân, bạn bè. Vậy nên, thị trường quà tặng Giáng sinh những ngày này đang diễn ra sôi động và phong phú. Với đủ loại mặt hàng quà tặng dành cho người lớn và trẻ em được bày bán tại các cửa hàng lớn nhỏ trên khắp địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tại các nhà thờ, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không tổ chức trang trí đón lễ Giáng sinh tại khuôn viên như mọi năm, mà chỉ tổ chức đón lễ bên trong nhà thờ. Ngày lễ Giáng sinh bây giờ không phải là mà dành riêng cho người Công giáo nữa, nhưng mà ngày một ngày lễ hội cho tất cả mọi người. Chống vì COVID nên là chúng tôi sẽ không có tổ chức chương trình hoan ca như là mọi năm. Năm nay chỉ có thánh lễ ở trong nhà thờ cùng với phần nghi lễ diễn nguyện ở phía trong nhà thờ. Thì để làm sao mà vẫn giữ được cái ngày lễ Giáng sinh cũng như là để cho mọi người có một cái bầu khí linh thiêng để tạ ơn Chúa mừng ngày Chúa Giáng sinh. Bằng việc thể hiện những lời chúc hay dành tặng cho nhau những món quà nhân dịp lễ Giáng sinh đã thể hiện được không khí ấm áp và vui tươi hơn bao giờ hết. Hình ảnh cây thông Noel, ông già Noel đang cưỡi tuần lộc chở đầy những món quà đủ màu sắc sặc sỡ, thường chỉ xuất hiện ở các nhà thờ hay khu vui chơi giải trí. Thì nay, không khí Noel đã len lỏi đến từng căn nhà, từng ngõ phố, chào đón mùa Giáng sinh an lành cho tất cả mọi người. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Ngày 23 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp báo cuối năm thường niên. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết các nhà ngoại giao Nga và Mỹ có thể sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao tại Geneva vào đầu năm 2022 để thảo luận về tình hình Ukraine.
Tổng thống Putin đã trả lời các câu hỏi của giới truyền thông trong và ngoài nước trong khoảng 4 giờ. Đề cập đến những căng thẳng gần đây giữa Nga và phương Tây, Tổng thống Putin đã bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm tăng cường quan hệ với Ukraine. Nga đã yêu cầu đảm bảo bằng văn bản rằng NATO sẽ ngừng mở rộng và từ chối tư cách thành viên của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các nước phương Tây đã không giữ đúng cam kết không mở rộng NATO về phía Đông sau khi Liên Xô sụp đổ cách đây 30 năm. Ông Putin cho rằng Nga sẽ còn phải chịu sức ép từ phương Tây khi mà các nước phương Tây vẫn coi nước Nga là quá lớn ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác, trong đó có nền kinh tế Nga và việc xuất khẩu khí đốt. Chính phủ Hàn Quốc ngày 24 tháng 12 đã công bố danh sách những người được đặc xá nhân dịp năm mới, trong đó có cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng. Bà Park Geun-hye là cựu tổng thống thứ ba tại Hàn Quốc được ân xá sau cựu tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo vào năm 1997. Bà Park bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2017 sau khi bị cách chức vì các cáo buộc tham nhũng và can thiệp bất hợp pháp vào việc đề cử ứng cử viên của Đảng Tự do Hàn Quốc trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Cựu tổng thống Park Geun-hye đã phải nhập viện ở Seoul vào tháng 11 vừa qua do chứng đau vai và thắt lưng mãn tính. Việc đặc xá cho bà Park được cho là sẽ có tác động đáng kể đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới, vì bà có vai trò quan trọng đối với cử tri ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, thành trì của đảng quyền lực của nhân dân đối lập. Trường Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy mũi vaccine thứ 3 của AstraZeneca có hiệu quả chống lại biến thể Omicron. Theo Đại học Oxford, sau khi tiêm mũi tăng cường, lượng kháng thể ngăn biến chủng Omicron cao hơn mức kháng thể ở những người đã bị nhiễm và hồi phục tự nhiên sau khi mắc COVID-19. Hiện AstraZeneca vẫn đang phối hợp với đối tác tại Đại học Oxford để sản xuất một loại vaccine dành riêng cho biến thể Omicron. Đây cũng là nỗ lực mà nhiều nhà sản xuất vaccine khác đang theo đuổi. Nghiên cứu của Oxford đã phân tích mẫu máu của người bị mắc COVID-19, người đã tiêm chủng hai liều vaccine và một mũi tăng cường cũng như cả những người trước đây từng bị nhiễm các biến thể đáng lo ngại khác. Trong số này, có mẫu xét nghiệm lấy từ 41 người được tiêm 3 liều vaccine của AstraZeneca. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại thuốc kháng virus dạng uống do hãng dược phẩm Merck của Mỹ phát triển. FDA đã cấp phép sử dụng cho thuốc kháng virus Monopiravir dành cho những bệnh nhân COVID-19 từ 18 tuổi trở lên có triệu chứng nhẹ đến trung bình. FDA cho biết loại thuốc này ngăn không cho virus SARS-CoV-2 tái tạo thêm trong cơ thể người. Theo FDA, Monopiravir có thể được sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ cao diễn biến nặng. Monopiravir được giới hạn trong trường hợp mà các phương pháp điều trị COVID-19 khác được FDA cho phép không thể tiếp cận được hoặc không phù hợp về mặt lâm sàng. FDA cho biết thuốc điều trị của Merck chỉ được bán theo đơn và việc điều trị nên được tiến hành sớm nhất có thể sau khi chẩn đoán COVID-19, trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. FDA cho biết loại thuốc này chỉ được phép sử dụng cho những người mang thai sau khi các nhà chức trách y tế xác định rằng lợi ích của việc dùng thuốc lớn hơn nguy cơ đối với từng bệnh nhân. Không khí chào đón Giáng sinh đã ngập tràn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, nhiều sự kiện quy mô lớn đã được thu hẹp hoặc hủy bỏ để đảm bảo một kỳ Giáng sinh an toàn. Tại thủ đô Rome của Italy, một nhóm ông già Noel chui ra từ ống khói đã phát quà Giáng sinh cho trẻ em tại một bệnh viện ở Rome. Các thành viên của đội cứu hộ trên núi Italy đã dàn dựng màn trình diễn thú vị này với hy vọng rằng đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc theo cách tốt nhất có thể trong năm mới. Thủ đô Moscow của Nga cũng đang làm nóng không khí chào đón Giáng sinh với cây thông Noel khổng lồ cao 28 mét được trang trí bằng đèn LED và hơn 1.400 món đồ trang trí tại quảng trường chính bên trong Điện Kremlin. Tuy nhiên, do Omicron đang lây lan nhanh ở nhiều quốc gia, nên các buổi lễ chào đón năm mới dự kiến sẽ bị thu hẹp một lần nữa trong năm nay. Thủ đô Paris của Pháp đã hủy bắn pháo hoa vào đêm giao thừa năm thứ hai liên tiếp. Tại Đức, những cuộc tụ tập riêng tư cuối năm sẽ giới hạn ở 10 người, còn nước Anh được cho là đang cân nhắc việc áp dụng lệnh phong tỏa sau Giáng sinh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.